Chào các bác nhé, chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhé. Như là clip trước tôi đã đăng tải về cái lều ngụy trang, lều ngồi nhé. Đây là cái mẫu lều cao 1m2, lô hàng mới về. Cái mẫu này là đặt khá lâu rồi, đặt từ đầu năm đến giờ mới có hàng về nhé, để phục vụ các bác. Mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ với lại 5 đầu số điện thoại quen thuộc của shop nhé. Sau tôi sẽ gắn một số điện thoại xuống dưới bên dưới màn hình, các bác liên hệ trực tiếp điện thoại nhé. Như các bác đã thấy, đây là cái nào ngụy trang dạng ngồi, dạng bung. Và clip trước tôi đã giới thiệu rồi, thì là giới thiệu sơ với các bác thôi. Cửa chính này, hai khóa này, ba cửa sổ này, nhưng ba cửa sổ, một cái này, hai cái này, ba cái này, nhưng ba cửa sổ. Màu là màu ngụy trang đá khô, chất liệu là chất liệu vải dù, không thấm nước. Nào là nào tròn, quấn tròn nào bung, có cả đáy nhá, có đáy để chống muỗi, chống dím, chống côn trùng nhá, cho các bác đi săn bẫy. Đấy, một sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho các bác đi bẫy gà, đi gác cu nhá. Clip này tôi giới thiệu và hướng dẫn cho các bác về cái cách mở, cách gấp cái nào này. Thì đối với cái nào mẫu lô hàng lần này thì nó đã có cải tiến, đó là cái dây đeo. Dây đeo thì sẽ là đeo đeo kiểu ba đô sau lưng như này nhá các bác nhá, không phải xách dây nữa. Đó, ba đô sau lưng. Rồi. Còn bác nào mà cẩn thận hơn, muốn bảo vệ cái nào bị tốt hơn, thì các bác có thể mua cái ba lô dành riêng để đựng nào. Thì cái ba lô này ngoài cái ngăn đựng nào ra, như cái này này, tôi đã bỏ nào ở trong này rồi này. Ngoài ngăn đựng nào ra này, thì còn thêm hai ngăn phụ nữa để các bác để đồ nhé. Thế còn đối với cái ba lô này, được một cái nào này, thì nó cũng rất là rộng rãi, nó vẫn còn diện tích để các bác đặt để theo phụ kiện nhé, dò bẫy hay là gì đó vẫn để được nhé. Thế đây là cái ba lô đặc biệt để đựng nào. Thì đây là cái cách hướng dẫn cho các bác cái cách mở này, cách gấp cái nào này. Cái nào này gọi là lều ngồi, lều tròn nha các bác nhé. Đây thì lô hàng thực tế có như nào giới thiệu cho các bác như vậy nhé. Đây lô hàng lần này thì nó sẽ không có bốn cái cọc sắt đâu nhé, không có bốn cọc sắt ghim ở xung quanh, tại vì nhiều khi cái đấy là anh em không bao giờ dùng tới. Lô hàng này sẽ không có nữa nhé. Ở phía ngoài thì nó có thêm một cái túi bóng này để các bác để thêm đồ này nhé. Để bung cái nào này ra, các bác luôn luôn là giữ im tay và luôn luôn tôi hướng dẫn cho các bác là của bàn tại người, các bác mặt nó từ từ thôi thì nó không gây ra tiếng ồn, là con bổ nó không bị sợ và cái nào mình được bền nhé. Các bác nhả tay ra dần dần. Đấy, nhả tay ra dần thôi. Đấy, nhả tay ra dần. Nó không gây tiếng ồn này. Rồi sau đó các bác mở một cái cửa sổ ra. Cho nào cửa sổ các bác mở ra nhé, để cho nó hút hơi. Mở ra thì các bác bắt đầu vén. Các bác bắt đầu vén cái nào ra. Rồi con vén ra này. Rồi các bác kéo cái góc này ra, kéo góc này ra nhé. Thì khi lúc này các bác mở cửa sổ ra là nó sẽ hút hơi vào trong, hút hơi vào trong là giúp cho cái nào của mình tròn, để giúp cho cái nào mình tròn. Đây là các bác mở từ từ như vậy nhé. Cửa chính này, đấy, cửa chính đây, hai khóa các bác nhé, luôn luôn là hai khóa. Đây là cái cách mở nhé. Còn ngược lại cách gấp thì các bác ép nó xuống, ép chéo góc nó xuống này, các bác ép góc nào cũng được, ép chéo góc xuống, nó kẹp lại thành miếng như này và những cái đầu thừa này các bác nhét vào trong. Ở dưới này cũng vậy, cái đầu thừa này các bác nhét vào trong nhé. Để quấn được cái nào này thì các bác quấn gọn như này thành một miếng như này. Rồi nói chung là nó có rất nhiều cách gập, các bác có thể bắt tròn một cái là được ngay, nhưng mà đấy là trong cái việc quen tay rồi. Còn tôi hướng dẫn cho các bác cái cách đơn giản nhất là các bác chống cái đường nhỏ này xuống này, chống đường nhỏ này xuống, chân mình hơi nhõm vào đây để mình điểm tựa nó không bị xoay. Các bác vít nó xuống này, đấy, vít như này nhá, để tay ở giữa này vít xuống này. Một tay này tay phải nhá, các bác cầm vào đây. Tay trái các bác cầm vào bên này. Bây giờ các bác đưa tay phải xuống trước này. Đấy, em quay sang anh em nhìn thấy rõ nhá. Đấy, xung gần này, đưa tay phải xuống trước này.
Vâng, để ở đây xuống. Gập nó vào. Để cái vòng này các bác có thể gập xuống dưới hoặc gập lên trên. Đào được hết nhá. À, rất đơn giản thôi. Nó đã gọn gàng rồi. Đấy. Đấy. Đây đã hoàn thành nhá các bác nhá. Đây tôi làm lại các bác xem này. À, làm lại các bác xem này. Thế các bác gặp bọn này rồi các bác kéo cái cửa sổ xuống này cho nó gọn nhá. Đây. Vít nó xuống này. Các bác ấn tay phải xuống góc này này. Ấn tay phải góc này. Đây các bác nhìn này. Tay phải nó ấn xuống trước này. Còn tay trái nó từ từ nó dìm xuống. Nó dìm xuống dần. Và đẩy cái này vào. Đẩy này vào. Hoặc là các bác nhét cái này xuống dưới cũng được. Rồi bắt đầu mình lựa lại cho vòng tròn nó được nào. Nó là hoàn thành nhá. Đây ta làm lại nha các bác, rất từ từ thôi. Rất từ từ thôi. Đây. Vít thấp nó xuống. Bây giờ mình xác định là tay phải này, tay trái này. Bây giờ bác cầm tay phải, ấn tay phải xuống trước này. Ấn tay phải xuống trước này. Ấn tay phải xuống trước nhá. Rồi còn tay trái còn này dìm xuống. Dìm xuống tiếp. Còn nửa này các bác ốp vào đây. Đấy. Không thì cái nửa này các bác dìm xuống dưới này cũng được. Cái gì cũng được hết nhá. Nửa này các bác ốp vào đây luôn. Rồi hoàn thành nhá, là đút vào trong cái vỏ. Đấy. Nhiều các bác chưa chơi quen mới nhận được gấp lại rất là khó. Đây các bác theo dõi kỹ giúp tôi nhá, theo dõi kỹ giúp tôi. Đấy, nhá. Gập cái nào gọn thành miếng mẹt như này nhá, thành miếng mẹt như này. Chống đằng nhỏ xuống dưới, chống đằng nhỏ xuống dưới. Hơi ấn cong xuống như thế này. Đẩy tay ở giữa hơi ấn cong xuống. Tay phải cầm một góc, tay trái cầm một góc. Các bác luồn tay phải xuống trước. Luồn tay phải xuống trước, ấn sát này. Ấn sát dưới này. Đấy, các bác nhìn này. Luồn tay phải ấn sát xuống dưới để gần vào đây. Khi lúc này nhá, các bác dìm nốt tay trái xuống. Dìm nốt tay trái xuống đây. Và các bác rút tay phải ra. Kéo nửa chân này ốp vào đây. Đấy, các bác thấy không? Cái này ấy là của bền tại người. Mình càng làm nhẹ nhàng bao nhiêu thì nó càng bền bấy nhiêu. Thế còn mình mà vặn quá nó không biết vặn. Cái thanh này là thanh khung rồi này. Là thanh thép bẹt. Nó sẽ vặn lên là sẽ rất là nhanh hỏng nào. Đây là cái cách gấp nha các bác nhá. Dở ra này các bác cứ dở từ từ thôi. Đừng có để nó bung mạnh quá. Nếu nó phật mạnh quá thì cũng không được bền lắm. Và thứ hai nữa là các bác nhá. Cái nào này này. Đây. Các đẩy đây. Qua sang này. Ở giữa này này. Nó có một cái chỗ dán. Đấy. Cái chỗ này ấy, là chính là cái vòng của hai cái khung thép này này. Nó chập vào nhau. Nó chập vào nhau và nó nối ở cái này. Thì trường hợp mà lâu ngày mình dùng nó nhão, nó có tuột ra ấy, thì các bác cũng tự chỉnh lại được. Cắm nó vào lại và lấy kìm bấm bóp vào lại nhá. Thì cái này là cái chi tiết của nó là như thế nhá. Ai nào bung cho các bác đi dừng nhá. Chúc các bác thao tác thành công nhá. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau.